Xin chào các bạn, đây là chiếc chìa khóa của một chiếc ô tô rất là đẹp. Và muốn có chiếc chìa khóa này cùng với chiếc ô tô của chiếc chìa khóa này, bạn phải bỏ ra 3 tỷ 069 triệu. Đây, thưa quý vị và các bạn, chiếc BMW 5 series đời mới mà Thaco vừa mới ra mắt xong. Và mức giá này nó sẽ cho phiên bản cao cấp nhất, đó chính là phiên bản 530 với động cơ 2.0 252 mã lực. Vâng, đây mới là động cơ mà tôi yêu thích, chứ không phải động cơ của chiếc 520 đâu. Thì cái động cơ này nó ít nhất nó còn đem đến cái cảm giác BMW, rất BMW. Nếu như so với mặt bằng chung của những chiếc xe cùng phân khúc hạng E sang thì 252 mã là tương đối cao, thậm chí còn cao hơn một chiếc E300 AMG chỉ có 245 mã thôi. Và xe được trang bị hộp số 8 cấp. Tất nhiên 8 cấp thì kém hơn so với Mercedes 9 cấp. Nhưng mà về độ tối ưu thì có lẽ là chúng ta sẽ phải trải nghiệm. Chứ 8 cấp với tôi nó cũng là ổn rồi, nhưng so với con số thì nó kém so với Mercedes một chút. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, đầu tiên sẽ là về mặt ngoại hình. Ngoại hình ở trên chiếc BMW 5 Series đời 2018 này thì đã nguột hơn rất nhiều rồi, đặc biệt là trên phiên bản cao cấp. Phiên bản 530i này được trang bị cái gói là Luxury Line, có nghĩa là rất nhiều những chi tiết Luxury sang trọng. Nhưng trước khi nói đến những cái phần Luxury đó thì chúng ta luôn luôn nhìn vào cái gương mặt của nó đã. Cái phiên bản 530 này nó cao cấp hơn phiên bản 520. Nhìn ngay vào cái cụm đèn này, nó là đèn Adaptive LED. Theo như hãng công bố thì cái đèn Adaptive LED này nó cũng ngang với cái Multi Beam của Mercedes, có nghĩa là nó cũng sẽ rất nhiều bóng LED, nó sẽ tối ở những cái khu vực cần tối, nó không làm cho người đối diện bị chói mắt. Và cái dây LED định vị ban ngày ở đây nó cũng rất là đẹp. Bây giờ tôi sẽ bật lên để cho các bạn nhìn. Các bạn hãy nhìn cái màn cái đèn LED này, các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn con 520 khá là nhiều. Đã sáng chưa Mì Tôm? Đó, đây chính là cái cụm đèn LED định vị ban ngày. Nó nuột thế này cơ mà, nó phải thế này chứ, nó tròn tròn như phiên bản 520 ấy thì nó hơi hơi cũ. Nó như thế này nó giống với B7 hơn này. Đấy, các bạn nhìn nó đẹp chưa? Và cái ốp ở trên nhá, nó cũng làm rất nuột này. Đây là khu vực đèn xi nhan, nếu tôi không nhầm chính xác. Nó cũng là đèn LED luôn, thay vì là cái bóng sợi tóc như bản 520. Và cái phần ốp xung quanh ấy, phần viền xung quanh nó là cái phần phay xước màu nhôm. Thực sự là ấn tượng. Cái cụm lưới tản nhiệt thì nó cũng giống với phiên bản 520 thôi. Và nó cũng có cái tính năng đóng mở. Nó sẽ đóng lại khi mà thời tiết lạnh. Khi mà bạn đề nổ, mới đề nổ thì nó sẽ giữ được cái nhiệt độ ở trong, làm ấm máy nhanh, nóng máy nhanh. Và khi đạt được nhiệt độ ổn định thì nó sẽ mở ra để vận hành, nó sẽ mát hơn. Thì đấy là một cái tính năng cũng rất hay. Ngoài ra thì trên phiên bản 530 mà Luxury Line này thì nó sẽ thêm một số những cái chrome ở đây. Nó làm bóng bẩy hơn và đường sơn nó cũng là sơn bóng chứ nó không sơn mờ như cái bản 520. Nhìn phải như thế này thì nó mới đem đến cái cảm giác sang trọng. Cái hốc hút gió ở đây nó cũng có là hốc thật nhé, chứ không phải là giả vờ. Ở bên hông nó cũng có một cái khe thoát gió thật. Đấy, nó phải như thế chứ. Tiếp theo là cái bản này thì nó cũng được trang bị camera 360, cho nên các bạn sẽ nhìn thấy ngay ở đây nó xuất hiện cái camera ở đây. Tôi sẽ mở nắp capo ra cho các bạn xem cái động cơ này. Ở trên cái xe BMW này thì nó cái mở nắp capo ấy, nó sẽ hai nấc. Bạn chỉ cần gạt một nấc để mở cái khóa, gạt một nấc nữa để mở cái chốt, và không cần phải gạt bất kể cái gì ở trong nữa, mà chỉ cần nhấc lên rất nhẹ nhàng bởi vì nó có thủy lực. Đấy, rất nhẹ nhàng luôn. Động cơ Twin Power Turbo cho chúng ta một cái sức mạnh lên đến 252 mã lực. Đây chính là thông số. Và mô men xoắn 350 Nm đạt được ở vòng tua là từ 1480 vòng 1 phút. Tóm lại là về động cơ, ít nhất nó phải như thế này thì nó mới xứng đáng là BMW. Tôi nghĩ là như vậy. Ít nhất là như thế, chứ 1.6 thì không yêu thương được, không thể yêu thương. Nó phải như thế này.
Đấy là phần nắp capo, nhìn khá là luồn. Cái nước sơn của chiếc xe 530 này nó là một cái, không phải màu đen đâu, nó là một cái sơn ghi sẫm và bóng, nhìn rất là nuột. Nuột lắm luôn, rất đẹp luôn. Bộ mâm của phiên bản 530i, các bạn hãy sang bên này. Nó là mâm đa chấu 18 inch. Nếu như mà xét về mặt bằng chung so với đối thủ ấy, thì nó sẽ kém đối thủ 1 inch đấy. Đối thủ thì sẽ có mâm 19 inch. Tuy nhiên thì 18 inch cũng là vừa miếng rồi. Ít nhất là nó phải là 18 inch, xe sang, xe hạng E. Mà 17 inch như bạn 520 ấy thì hơi đuối. Tôi nghĩ là bắt đầu từ 18 inch thì đẹp hơn. Tất nhiên lên 19 inch thì nó sẽ thể thao hơn. Nhưng đây là phiên bản kiểu luxury. Ngay kể cả trang bị gói luxury line chúng ta cũng đã thấy rồi. Cho nên là nó sẽ ưu tiên cái độ êm ái hơn. Êm ái hơn. Rồi chúng ta sang phần thân xe đi. Chúng ta có một cái khe. Chúng ta có một cái khe thoát gió ở đây là khe thật, chứ không phải là khe giả. Và được mạ chrome rất dày, đẹp. Camera đặt ở ngay gương này. Nó sẽ để hoàn thiện cái hệ thống camera 360 đặt ở đây. Đèn LED xi nhan. Và tất nhiên rồi, nó được trang bị cái chìa khóa thông minh, cho nên là sẽ không cần phải bàn nhiều nữa. Nó sẽ là cảm ứng mở cửa và cảm ứng khóa cửa. Kể cả phiên bản 520 đã có rồi, chứ không giống như một số những chiếc xe khác là bản thấp cấp thì không có. Thì hơi tiếc. Đấy, những cái chiếc xe mà không có là tôi không thích. Những cái này nó phải là tối thiểu. Đấy, cho tay vào nó phải mở ngay, nhưng lại còn rút chìa khóa ra bấm thì hỏng hết việc. Xe sang mà như thế là không hay rồi. Rồi, như lúc nãy thì tôi có tìm hiểu là cái đường gân này, nó là cái đường gân mới và nó có hai cái đường gân. Nó không bị tròn quá cho cái phần thân xe. Nó vẫn có một cái độ cứng cáp và trẻ trung nhất định. Đặc biệt là cái đường gân ở trên thì nó vuốt đến tận phần trụ C và nó vòng trở lại lên trên phần mui. Đó là một cái phần rất hay mà chiếc BIM 5 đời mới nó có. Như tôi đã giới thiệu thì cái phần trụ C này này nó không còn bị thấp nữa. BMW đã cải tiến một chút là hơi để nó hơi vòng lên một chút để cải thiện cái phần khoang ngồi bên trong. Và những chiếc xe của Taco BMW được đưa về Việt Nam là đã đều nhiệt đới hóa hết rồi. Các bạn có thể để ý ở ngay trong đây có những cái chữ hướng dẫn ở đây sử dụng này, xăng RON 95 này, E5 này, E10, E25 đấy. RON 95 nữa, min là 91 nhé. Và thấp nhất là 91. Nhưng mà tốt nhất là các bạn luôn luôn đổ xe 95. Và nhớ là phải chọn những cái cây xăng có uy tín, bởi vì những cái xe càng xịn ấy thì nó kén xăng lắm, kén xăng lắm luôn. Mà đổ những cây xăng không có uy tín ấy thì nhỡ xe nó bị làm sao rồi lại đổ tại cho hãng ấy thì là rất là oan. Bởi vì xăng ở Việt Nam nhiều chỗ là nó tệ lắm, mà xe sang là nó cực kỳ kén xăng luôn. Cho nên là tuyệt đối là không nên đổ xăng ở những cái chỗ cây xăng không uy tín. Rồi chúng ta bước ra đằng sau, các bạn sẽ thấy một cái rất là chỉn chu và bắt mắt. Ở thời điểm hiện tại thì cá nhân tôi thì tôi thích những cái cụm đèn hậu của BMW nhất, kể cả so với Audi hay là so với Merc. Audi với Merc ngày nay nó đã làm hơi mỏng. Tất nhiên nó cũng có độ đẹp, rất đẹp là đằng khác. Nhưng mà tôi lại thích cái kiểu khỏe khoắn cái kiểu này hơn. Nó dày dặn, cái cụm LED nó dày dặn. Và đèn xi nhan nó cũng rất là to. Đấy. Tóm lại là đẹp. Còn tất nhiên mỗi người mỗi khẩu vị thôi. Không thể ai nói là cái này đẹp và cái kia nó xấu hơn được. Rất là khó, bởi vì đặc biệt đây là cái mà về mặt thẩm mỹ. Ở trên phiên bản Luxury Line này thì cũng được trang bị thêm một cái phần chrome này ở phần đuôi này. Mặc dù nó là một cái rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng làm thêm cái xe đẹp và sang trọng hơn. Tuy nhiên cái phần ống xả thì nó là hình tròn. Thực ra hình tròn nó mới đem lại cái cảm giác thể thao. Tôi thì tôi thích hình nó vuông vuông hơn một tí. Cái hình tròn nó làm tôi liên tưởng đến cái ống nước, tôi không thích. Tất nhiên là cái này nó đã mạ chrome rồi. Và nó có cái cánh đóng mở ở bên trong. Khi mà bạn chuyển chế độ thì nó cũng rất hay. Ống xả thật nhá, chứ không phải ống xả pha ke đâu. Nhưng mà tôi thích nó khác đi một chút. Nhưng mà ai mà thích thể thao ấy thì ống xả tròn mới là ống xả kiểu thể thao. Đa phần những dòng xe thể thao đều tròn hết, chứ không vuông. Còn vuông hay là oval hay là dài dài ấy, thì nó là xe kiểu sang trọng một chút, kiểu luxury một chút.
Rồi, cái cốp này thì rất nhiều cách mở, và cái cách mở hay nhất đó là đá cốp đấy. Thì nó cũng giống như những chiếc xe cùng phân khúc thôi, cao cấp thôi. Tuy nhiên cái cốp này thì tôi đánh giá chưa cao. Bởi vì thứ nhất là nó bị gập ghềnh, thứ hai là cái chiều ngang của cốp nó chưa thực sự to. Tôi sẽ thử chi tiết là sau, cụ thể sau. Chứ còn bây giờ chúng ta mới chỉ cảm nhận bằng mắt thường thôi. Các bạn thấy không? Cái đèn nó đẹp lắm. Ok, sao không đóng được nhỉ? Rồi đấy, đóng rồi. Đấy, nhìn cái đèn vàng ấy, cái đèn xi nhan ấy, nó cũng rất đẹp. Nhìn nhá. Ok, đó, đá hơi khó nhỉ. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đèn vàng đẹp chưa? Đấy, vừa thử đá thì có lẽ là hơi chưa được nhạy lắm, hoặc là có thể tôi đá sai cách. Rồi, quen rồi thì cũng dễ hơn nhiều rồi đấy. Có thể là chúng ta chưa quen đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong cái khoang nội thất để xem nó như nào. Nội thất của chiếc 530 này mới thực sự là xứng đáng để nói này. Và tất nhiên rồi, chiếc xe này cũng là chiếc xe được trang bị cửa hít. Đó, 520 cũng được trang bị cửa hít rồi. Tôi sẽ gạt cái này lên này, để chìa khóa này ở đây này. Chúng ta sẽ nhìn vào bảng điều khiển trung tâm trước đi. Nó khác hoàn toàn so với phiên bản 520. Tôi sẽ đề nổ tí. Nó có một cái màn hình to, tràn viên. Và nó là màn hình cảm ứng. Nó là màn hình cảm ứng nhá. Đấy, chứ nó không phải là màn hình không cảm ứng. Thì tôi thích cái này hơn. Đó, đấy, cảm ứng này. Và có cả navigation tiêu chuẩn nhá. Cái cụm này thì nó đi chung với cái gesture control này, nó đi chung với cả cái màn hình bên cạnh đồng hồ này, rồi nó đi chung với cam 360. Chứ nó không thể tách rời được. Thì cái màn hình này là một cái màn hình to, đáng yêu và đẹp, phải nói là đẹp mắt. Tiếp theo phần gì các bạn có thể để ý đó là phần ốp. Phần ốp ở đây, cái vân gỗ được ốp với tôi nó là đẹp. Thực ra đẹp là hơi khiêm tốn ấy, với tôi nó là rất đẹp thì đúng hơn, nhìn nó đúng thật là sang trọng và đẹp mắt. Tuy nhiên thì sẽ rất nhiều người gọi là có những ý kiến trái chiều. Có những ý kiến nói với tôi rằng ở trên phiên bản này nó sẽ được trang bị nội thất kiểu thể thao ấy, carbon các thứ thì nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì nhiều người nói rằng là lên đến phiên bản cao cấp thì họ thích cái gì đó nó thể thao hơn, đặc biệt là beam. Thì cái này nó lại là được sang trọng. Tuy nhiên tôi nghĩ là cũng có thể thay đổi được. Nhưng cá nhân tôi thì tôi cũng thích. Đã là beam thì nó có gì để nó khỏe khỏe, thể thao hơn. Chứ nó sang trọng thì nó nên để ở bản bản thấp hơn, hoặc là bản khác thì sẽ hợp lý hơn. Rồi, đấy là phần ốp gỗ. Đẹp nhá, rất đẹp luôn, ốp gỗ rất đẹp luôn. Cái đường viền nhôm, đường chỉ nhôm này cũng rất là nuột, sang trọng luôn. Cái phần này thì nó cũ này. Cái phần thiết kế này, rất nhiều xe nó thiết kế kiểu này. Beam rất lười thay đổi cái khu vực này. Từ lâu rồi nó vẫn như vậy. Rồi những cái cụm mà điều chỉnh ổ đĩa này này, từ 1 đến 7 này này, nó cũng quá cũ. Và cái cách mà bố trí cái đầu đĩa ở đây bây giờ, các hãng gần như là bỏ hết cái đầu đĩa rồi. Thì BMW vẫn làm cái đầu đĩa ở đây. Nhưng cái chỗ này mới đang nói này. Đây. Đấy, cái màn hình rất to. Rồi chỉnh cửa gió điều hòa này, menu này, rồi gió này, đấy, nhiệt độ này. Thì cái này tôi đánh giá rất cao, nó đẹp, có thể nói là hơn so với những mẫu xe cùng phân khúc. Ngoài ra thì các bạn có thể thấy xuống dưới là cái phần ốp gỗ ở dưới. Đây, nhìn nó đẹp không? Nó bóng ấy thì nó sẽ để lại vân tay chắc chắn rồi, không thể tránh khỏi, rất nhiều vân tay luôn. Màn hình cảm ứng cũng vậy. Nhưng mà phải nói là cái ốp gỗ của BMW đem đến cái cảm giác sang trọng. Và cái viền nhôm ở trên phiên bản này rất sang trọng, chứ không như phiên bản 520. Phiên bản 520 nhìn nó, tôi mạnh mồm nói là nó hơi rẻ tiền. Xe 2 tỷ, gần 2 tỷ tư mà cái ốp này nó nhựa quá. Nó chả khác gì con Kia Cerato cả. Đấy, nó phải như thế này thì nó mới đáng tiền này. Ngay đến cái núm xoay này, các bạn nhìn thấy nó ra gì chưa? Cái núm xoay này nhìn nó chất như thế này nhé. Mặc dù là cách bố trí nó cũng giống hết nhau thôi.
cái tính năng thì như nhau, nhưng cái núm xoay này nó đáng tiền hơn bao nhiêu, nó xịn sò hơn bao nhiêu so với phiên bản 520. Bản 520 nhìn nó tệ quá, nó quá tệ luôn ấy. Bản đấy nếu mà bán với giá tầm tỷ 9, 2 tỷ thì ok. Chứ 2 tỷ, gần 2 tỷ tư thì tôi nghĩ là nó hơi cao. Phiên bản này mặc dù cũng hơi cao nhưng mà ít nhất là nó xịn sò, nó đáng. 3 tỷ 069 triệu. Rất nhiều khách hàng đã đặt cọc và thực sự là chưa thể ký hợp đồng vì họ có cho tôi biết là giá nó hơi cao. Đấy, còn chúng ta có một cái cần số chuẩn BMW này, bọc da xịn này. Rồi 3 chế độ lái này, Sport Comfort Eco Pro ở đây. Tắt cân bằng điện tử ở đây. Auto Hold, phanh điện tử. Rồi góc camera ở đây. Nói đến camera tôi ấn cho các bạn xem nhé. Rất hay. Cái camera này là camera 360. Và nó sẽ không phải là camera 360 đơn thuần, mà nó hơn những cái đối thủ khác là nó có cái hệ thống 3D giả lập. Nhưng chúng ta chưa sử dụng 3D vội, chúng ta sẽ nhìn. Nó có các góc chiếu này, ấn ở đây này, các góc chiếu này. Đấy, rồi đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy, tôi vuốt này. Tôi có thể dùng hai ngón này. Rồi để ấn vào đây đi. Đấy, nó là 3D các bạn nhìn không? Nó dựng hòa cảnh hai bên. Nhìn rất hay và bạn có thể xoay được. Nhìn đằng trước ở đây. Đây các bạn sẽ thấy 3D này. Tôi sẽ ấy. Ui, chết rồi. Tôi sẽ vào lại để nguyên. Thực ra là mới dùng thì nó cũng sẽ hơi lộn xộn một chút. Đấy, ấn vào đây này, ấn vào góc này này. Đấy. Bạn thấy chưa? Cửa đang mở nhá, tôi đang mở cửa nhá. Rồi, đấy, ấn vào đây này. Đấy, tóm lại là cái camera 3D này nó rất hay. Những cái xe đời mới ngày nay đều có. Thì đây là phần mềm thôi. Phần mềm thôi, bạn cứ có cam 360 là bạn có thể build một cái phần mềm như thế này. Ngoài ra thì cái xe này nó có một cái cũng có thể gọi là hay nhưng mà nên dùng từ gây tranh cãi thì hợp lý hơn. Đó chính là cái gesture control. Cái gesture control này nó là cái gì? Nó là cái tính năng điều khiển này. Ví dụ chỉ như thế này. Bạn xoay như thế này thì nó tăng volume. Đây, nhìn màn hình tăng nhá. Đấy, tăng volume nhá. Xoay ngược lại thì nó giảm volume. Đấy. Và nó có thể next bài các thứ rồi nó gạt này nọ. Tóm lại là cái này là một cái mà công nghệ rất là tiên tiến. Những cái hãng khác chưa có. Nhưng cái công nghệ này nó có thực dụng, có hữu ích cho những người ngồi lái xe hay không thì còn gây tranh cãi lắm lắm. Và với cá nhân tôi thì tôi không thích một tí nào cả. Bởi vì chúng ta có thể bấm ở đây nút cảm ứng ở đây thì có phải tốt hơn không? Hoặc là chúng ta giờ tay ở đây chúng ta vẫn nhìn được. Đây, cứ như thế này. Cứ đang như thế này lên, nó vẫn như này. Thì nó, tôi nghĩ nó cũng là một cái gì đấy công nghệ, nhưng mà thực sự rất nhiều người chê cái này. Không biết các bạn có thích hoặc chê cái này hay không thì hãy để lại lời comment để chúng ta cùng bàn luận về cái này. Chứ còn cái gesture control này thì đã có quá nhiều người chê rồi và tôi không thích. Cái này thì thiếu đi cái sạc không dây. Ở trong này cũng không có. Không có, chỉ có cổng USB thôi. Chuyển sang cái phần vô lăng thì cái da của cái vô lăng này nó, tôi cảm thấy nó đẹp hơn cái phiên bản 320 và nó có lẫy chuyển số. Còn những cái cụm nút thì vẫn giống y hệt nhá. Cụm nút giống y hệt. Cái vô lăng thì nó đã nuột hơn ở cái chỗ khu vực này này. Cái viền màu nhôm. Nhưng cái đáng yêu nhất có lẽ chính là cái màn hình này. Cái màn hình này chính là cái màn hình đáng yêu nhất. Các bạn hãy nhìn đi. Bây giờ chuyển chế độ nhá. Nó sẽ chuyển màu này. Nó sẽ chuyển màu này. Nó sẽ chuyển màu. Thì đây là cái mà tôi đánh giá cao. Ngày nay thì đã, các hãng thì đã dùng màn hình hết rồi. Mẹc, Audi, nay lại đến BIM. Chứ tôi không thích cái màn hình mà có cái viền nhôm đặt ở bên trong, nhìn nó hơi kỳ. Và như này này thì nó tùy biến được nhiều hơn và nó xịn sò hơn. Thì đấy là cái đáng để nói, đáng tiền. Xe thì cũng có rất nhiều cái ambient light, cái đèn hệ thống chiếu sáng dịu dịu đấy. Chiếu sáng kiểu phòng karaoke đấy. Mọi người vẫn hay nói vui là như vậy. Có nhiều màu, đâu đó 6 màu và tùy chọn thêm thành mười mấy màu đấy. Tôi thì không quá quan tâm, nhưng có thì nó sẽ đẹp. Và có nước hoa. Đặt ở đây thì có nước hoa đặt ở trong cốp này, cũng rất giống với cả Mẹc E. Đấy. Nhưng mà thôi, cái đấy thì không đáng quan tâm lắm. Rồi, đến cái phần ghế da. Cái da này thì nó là da Dakota. Da Dakota thì cũng là một loại da ở trên xe này thì nó tương đối là cao cấp đấy.
Nhưng mà nếu mà so với đối thủ ra Napa thì không thể xịn sò bằng rồi. Ra Napa nó nuột lắm. Ra này thì nó vẫn có một cái gì đấy nó là cao cấp thôi. Chứ mà để nó mà sang ấy, thì chưa đến cái tầm đấy. Ghế chỉnh điện nhá, bên này cũng chỉnh điện luôn nhưng mà chỉ có bên tôi là có nhớ thôi. Chứ còn bên bên phụ không có nhớ ghế. Và nó vẫn là ghế chỉnh ở truyền thống ở cái chỗ dưới cái ghế này. Như các bạn đã biết ấy, thì dạo này có nhiều hãng đã chuyển cái chỉnh ghế lên đây rồi, lên cái cánh cửa để làm gì? Thứ nhất là nó cũng tiện hơn, nó nhìn thấy được hơn, nó cảm quan hơn. Thứ hai là nếu như bạn đeo một cái đồng hồ đắt ấy thì nó không bị xước, để ở đây nó sẽ dễ bị xước. Và những người đi xe xịn ấy thì đồng hồ của họ thường rất là đắt, rẻ nó cũng mười mấy hai mấy nghìn đô rồi, nó cũng bằng một cái con xe ô tô xe cọ rồi. Chứ có những người đeo đồng hồ đến vài trăm nghìn đô, đến cả triệu đô. Tất nhiên họ sẽ chưa chắc họ đã đi những xe kiểu như này đâu, thì sẽ sang hơn. Đó thì đây còn một điểm nữa là cái cửa sổ trời. Cái cửa sổ trời này thì nó chỉ là cửa sổ trời bình thường thôi, chứ chưa phải là panorama. So với chiếc xe của tôi, chiếc E300 thì panorama. Thực ra thì tôi không thích cửa sổ trời đâu. Nhưng mà nếu mà tính để mà nói là có ấy, thì panorama thì sẽ ngon hơn cửa sổ trời này. Chứ còn nếu mà tôi mà bỏ được cửa sổ trời đi, tôi bớt được khoảng tầm 150 triệu thì tôi thích lắm. Cửa sổ trời đắt lắm. Nhưng mà có thì sẽ rất thích. Nhưng mà phải là panorama thì sẽ thích hơn. Cái cửa này thì nó chỉ được thôi, chưa thực sự là xịn cho lắm. Đèn ở trên thì tương đối đẹp này. Đấy, để xem còn khoang nội thất còn cái gì để giới thiệu đến các bạn. Nút bấm này, start stop này. Tóm lại là ngồi đây thì bạn thấy nó đẹp thật. Chỉ có một cái phần này là nó hơi lười thay đổi, hơi bảo thủ. Nó vẫn giữ đặc trưng của BMW. Tất nhiên nó đã cải tiến được cái phần này, nó đỡ hơn nhiều rồi, đỡ hơn nhiều rồi. Cái phần này thì sang trọng. Tôi rất thích cái ốp gỗ này luôn. Ốp phải như thế này mới là ốp kiểu của anh năm 20 thì suýt thì ngất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra hàng ghế sau để xem nó như thế nào thêm một lần nữa. Thực ra ở hàng ghế sau thì khoan, có một cái tôi chưa nói, tôi xin lỗi. Đó chính là hệ thống loa Harman Kardon. Loa Harman Kardon này thì nó là một hệ thống loa Hi-Fi thôi, chứ chưa phải là loa high-end. So với đối thủ ấy thì nó như thế này. Chiếc xe này được trang bị đâu đó 16 loa nếu tôi nhớ không nhầm. Và âm thanh vòm thì như thế nó sẽ vượt đối thủ một chút, bởi vì nó có âm thanh vòm và cái số lượng loa nó nhiều hơn. Nhưng cái chất lượng loa ấy thì phải là loa high-end thì nó mới đáng. Thì ví dụ như các đối thủ dùng BMW, Bowen Wiskin, hay là B&O, B&O Lobson, hay là Burmester, thì những cái thương hiệu loa đó mới là thương hiệu loa high-end và nó xứng đáng hơn. Nó xứng đáng hơn rất nhiều. Bạn nghe những cái loa đấy thì hãy quên xấu đi luôn, nghe phê, thật là phê. Harman Kardon cũng là thương hiệu rất phê rồi. Và cái tập đoàn Harman này, họ sở hữu rất nhiều thương hiệu loa xịn nhé. Nhưng mà bản thân cái thương hiệu Harman Kardon thì nó vẫn chỉ dừng lại ở cái mức độ là hi-fi thôi. Hi-fi với high-end nó cách nhau cũng một trời một vực đấy. Một trời một vực luôn. Tối ra sau nhé. Ở phiên bản Luxury Line này, các bạn có thể nhìn thấy cái chữ Luxury Line ở ngay đây, ghế trước và ghế sau. Đấy, nhìn cũng khá là nuột. Và cái màu da của ghế thì nó cũng rất là đẹp. Thế nhưng mà về cái chất liệu như tôi đã nói đấy, thì nó chưa thực sự làm tôi sướng. Và cái ghế đằng sau, như các bạn đã biết thì nó hơi bị dựng. Tôi đã nói ở trên phiên bản năm 20 rồi, nó hơi dựng so với mặt bằng chung. Những mẫu xe cùng phân khúc thì nếu mà ngồi thẳng như thế này thì dựng này. Cái đầu thì nó cũng vẫn còn. Ồ, về rộng thì chúng ta không cần phải bàn thêm, rộng hơn phiên bản trước rồi. Chúng ta có rèm này. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi mà được ưỡn ra như thế này thì nó hợp lý hơn. Nếu mà cái ghế nó ngả hơn một chút ấy, thì hợp lý hơn. Bình thường chúng ta phải ưỡn ra như thế này thì cái lưng nó sẽ hơi bị trống, cho nên buộc phải có cái đỡ ở lưng thì nó sẽ tiện hơn. Cái cụm này thì rất đẹp rồi, cái cụm điều hòa đằng sau thì rất đẹp rồi, không cần phải bàn nữa rồi. Đẹp và sang trọng, cao cấp. Vậy thôi, đây là toàn cảnh mẫu BMW 5 Series đời mới 530 Luxury Line được Thaco Trường Hải cung cấp với mức giá bán là 3 tỷ 069 triệu.
Vậy các bạn có ưng ý cái mẫu này không? Giá nó như thế nào? Có hợp lý không? Động cơ hộp số như vậy có hợp lý không? Thì nhớ bấm subscribe và bấm nút chuông để theo dõi và comment để chúng ta chia sẻ với nhau những cái ý kiến về chiếc xe BMW này, xem nó như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng xem lại cái mẫu 530 Luxury Line này nó như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cái động cơ 2.0 này này, động cơ 2.0 này nó nổ êm hơn động cơ của Mercedes. Động cơ của Mercedes tôi cũng không hiểu sao mà nó nổ to hơn. Thì động cơ này nổ rất êm nhé. Mặc dù đây là trong phòng rất kín, tôi đang nói rất nhỏ mà nó nổ rất êm. Chứ còn động cơ E-Class của Mercedes nó nổ như máy dầu luôn ấy. Đứng ngay cạnh nghe rào rào như máy dầu ấy. Thì cái này nổ êm ru luôn. Nhưng mà tất nhiên xe của Mercedes vào trong là cũng êm ru luôn, chỉ đứng cạnh thì nghe rõ thôi. Chứ còn vào đến trong thì không nghe thấy gì luôn, cách âm tuyệt đối. Đấy, chúng ta đi một vòng xem. Như thế này có được không? Đây, đứng ở đây, các bạn có thể chiêm ngưỡng lại chiếc 5 series một lần nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.